đi ăn phở Mỹ búc chúng có xe điện Tesla anh em ạ. Nhìn chung cái con này khá là chật. Còn ông anh Vinh của tôi thì phải ngồi tít ở dưới phía sau, lọt thỏm xuống phía dưới luôn. Anh Tài cho tí nhà Vina hào. Được một cái là quả trần con xe này là bằng kính nhá, nhìn rất là thoáng. Tính năng này cực kỳ hay ho. Đó chính là khả năng phát hiện các xe ở bên cạnh rất đỉnh. Tất nhiên là đôi khi nó vẫn hơi lag một tí. Ví dụ như con xe bên cạnh thì một lúc nó mới phát hiện ra chẳng hạn. Tạm biệt bác Tài nhá. Con xe rất là đẹp. Anh em vào trong gọi phở menu thì đầy dãy. Thế là mình gọi luôn một tô 17 đô bao gồm là thịt chín và thịt sườn. Nhưng mà cảnh báo với anh em nó ăn phở ở Mỹ thì một cái tô phở này nó rất là to nha. Nước phở thì cũng ok, bán như kiểu phở Bắc. Chỉ có cái là bánh phở nó cảm giác như kiểu mì ramen ấy các bạn. Quẩy ở đây rất ngon nha, quẩy to bằng đúng cổ tay của mình. Nó rất là giòn bên ngoài và mềm bên trong. Cố gắng hết thịt bò, phở chắc thôi. Đang ăn thì có một cô người Việt ngồi bên cạnh, chỉ có mình và anh Duy luôn. Ô! Hay coi hai thằng nhóc về trên TikTok lắm này. Thế là mấy cô cháu vui vẻ nói chuyện. Dạ. Ăn xong thì cũng căng bụng rồi. Lại chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo.